Chuyện tình cây táo gai, câu chuyện tình yêu thuần khiết mà không kém phần da diết thời ông bà ăn của thập niên 1960. Trong hai thập niên qua, tên tuổi của Trương Nghệ Mưu thường gắn liền với những bộ phim hành động quy mô lớn như Anh Hùng 2002, Thập Diện Mai Phục 2004 hay Vô Ảnh 2018. Thế nhưng bên cạnh đó, ông vẫn giữ khoảng lặng cho một số tác phẩm mang tính tự sự sâu lắng như Chuyện Tình Cây Táo Gai 2010, bộ phim chuyển thể từ một tiểu thuyết nổi tiếng năm 2007 của nhà văn Ai Mễ, đến nay vẫn còn gây thổn thức trong lòng khán giả. Phim lấy bối cảnh thời cách mạng văn hóa ở Trung Quốc vào thập niên 1960. Cô bé 16 tuổi Tịnh Thu đang học trung học, có bố phải đi học tập cải tạo. Từ chỗ là giáo viên, mẹ cô phải làm lao công. Tịnh Thu về nông thôn sống cùng người dân theo định hướng lao động và rèn luyện thời đó. Tại đây, Tịnh Thu quen Lão Tam, Kiến Tân, chàng trai 24 tuổi xuất thân gia đình có địa vị, bố là cán bộ cao cấp. Anh được mọi người mến mộ vì gia cảnh cũng như tinh thần hoạt bát, tích cực trong ngành địa chất. Từ lần đầu gặp gỡ, đôi trẻ đã cảm mến và dần gắn bó với nhau. Đối lập với sự nặng nề của thời cuộc, chuyện tình của hai nhân vật chính hiện lên đầy trong trẻo. Kiến Tân và Tịnh Thu đến với nhau bằng những cảm xúc chân thật đầu đời. Họ yêu nhau nhưng vẫn giữ khoảng cách theo đúng lễ nghĩa. Bên dòng suối, họ chẳng dám nắm tay mà chỉ dắt nhau bằng một cành cây khô. Tình yêu của họ giản dị, thuần khiết với những cái nắm tay rụt rè, nụ hôn đầu nhẹ nhàng lên mái tóc. Song, mối tình đẹp để lại đứng trước vô vàn thử thách từ xã hội lẫn gia đình. Thế rồi Lão Tam mắc căn bệnh lạ do nhiễm phải chất độc khi làm việc trong đội do thám địa chất, còn Tịnh Thu lại hiểu nhầm anh giả bệnh. Một câu chuyện tình yêu nhẹ nhàng như làn gió mát mùa hè, nhưng lại khiến người xem cảm thấy da diết khôn nguôi giữa thời kỳ những cảm xúc cá nhân của con người bị kìm nén để rồi cuối cùng, mỗi người, trong số họ đều phải hối tiếc về những gì đã trôi qua không thể quay lại được nữa. Chỉ còn lời hứa sẽ đợi em một đời. Yêu nhau nhưng Tịnh Thu chưa một lần gọi tên Lão Tam cho đến phút cuối cùng. Trên hết, trong Chuyện Tình Cây Táo Gai, tình yêu đơn thuần, không vụ lợi giống như một sợi chỉ chạy xuyên suốt bộ phim, tưởng mảnh mai nhưng lại không thể cắt đứt. Thời cuộc càng đảo điên, biến loạn thì sự giản đơn, nguyên vẹn của mối tình này lại càng thêm phần tinh tế. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.